ngôi làng nhỏ ven sông Cầu với lịch sử hơn 1.500 năm tuổi. The lives of the people in this ancient village that we are going to look at today have really changed drastically. Quý vị và các bạn hãy cùng với Thainguyen Corner hôm nay đến với làng cổ Thu Lam, xã Tiên Phong, huyện Phổ Yên. Làng Thu Lam nằm ở phía đông nam của xã Tiên Phong, nay gồm 4 xóm: Trung Lam, Đông Lam, Ngọc Lam và Hương Lam. Dân làng vẫn chuyển nhau và luôn tự hào nơi họ đang sống có lịch sử phát triển lâu đời nhất nhì vùng đất thuộc huyện Phổ Yên ngày nay. Theo lời giới thiệu của người dân, chúng tôi tìm đến nhà cụ Hoàng Côn. Cụ Côn năm nay đã ngoài 80 tuổi và rất am hiểu về lịch sử địa phương. When I heard that we were coming to Thu Lam, I didn't know that where we would be going. So could you maybe tell me more about how the town came to be and why it has this name of Thu Lam, because it's such an interesting name. Tại sao gọi tên là làng Thu Lam? Bởi vì đây trước đó là khu rừng, có cả hổ ở. Thế thì nhân dân ở đây, tồn tại ở đây là phải nhờ được cái sức mạnh chống các cái hổ mang. Sau đó đến thời nhà Thanh thì chống cả giặc cờ đen của Trung Quốc á, đời nhà Thanh á, sang đây rồi thì vào đây càn nhiều lần, cái nhân dân tổ chức chống lại, thế cho nên là hình thành cái tên là Thù, là chống quân Thù, Lâm là rừng. Thế chính vì cái năm đời nhà Thanh á, cho thằng Cao Biền á, là tướng cướp vào đây phá phách để cướp bóc làng Thù Lâm, thế thì ông cụ đồ thùa dạy học chữ Hán Lùm. Thế ông cụ rất có tín nhiệm ở cái vùng này. Thế cho nên là khi mà bắt đầu là Cao Biển nó mang cái đoàn cướp vào cướp làng Thu Lam, thì bắt đầu cụ mới mang ngựa ra cái khu vòng, gọi là trước đó gọi là cái khu ruộng giữa làng. Thế sau rồi cụ mang ngựa đấy cày để cho địch nó đến thì nó xem, để cho dân có điều kiện chạy thoát. Cái sau nhân dân về mới họp suy tôn cụ đã có cái mưu mẹo giúp cho dân chạy thoát địch. Thế mới đặt cái khu ruộng ấy là gọi là khu ruộng Đồng Tướng. Đấy, cái khu ấy bây giờ là trung tâm văn hóa đấy, toàn khu ruộng đấy, trung tâm văn hóa của làng Thu Lam bây giờ đấy. Theo như truyền thuyết thì chúng tôi biết rằng là cái làng Thu Lam này là khi có loài người ở là đây là có trước. Thế cho tất cả các thôn kia là có sau hết. Ông ơi, thế gọi là làng cổ vậy thì tuổi của ngôi làng này vào khoảng bao nhiêu năm rồi ạ ông? Nếu mà căn cứ vào cái lịch sử của Lý Bí thì nó phải có gần 2000 năm rồi. Mr. Khan, is it possible for you to take us to some of these ancient places and show us some of the history of Thu Lam? Bây giờ tôi sẽ dẫn đoàn đi đến các cái di tích lịch sử còn lại mang tính chất làng cổ. Xin mời đi. Người Thu Lam tự hào vì có ngôi đình thờ danh tướng Dương Tự Minh xây dựng từ thời Hậu Lê cách đây khoảng 300 năm, đã được công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Trong khuôn viên của đình còn có 13 sắc phong thời nhà Nguyễn và 3 bia đá cổ. Bác ơi, ngôi đình này đã có tuổi đời bao nhiêu năm rồi ạ? Ngôi đình làng Thu Lam được nhân dân thôn Thu Lam xây dựng từ đời Hậu Lê, cách đây khoảng 350 năm, tôn thờ Cao Sơn Quý Minh và Dương Tự Minh và Diên Bình Công Chúa. Ở trong đình, ở trong chùa Duộc, tức là hậu cung đó, là có viết mấy câu đối là ca ngợi một ông dũng tướng đã bảo vệ phía Bắc chống đại giặc Tống thời Trung Quốc nó đô hộ mình đấy. It sounds like this temple really plays a very important role in the lives of the people that live in this village. Can you tell me how exactly it influences their spiritual lives? Hàng năm thì như vậy đến mùng 6 tháng Giêng là tương truyền đến ngày sinh của Cao Sơn Quý Minh. Thế cho nên rằng là mở hội khai xuân và cầu mưa thuận gió hòa cho mọi người mọi nhà
được sống yên vui và làm ăn phát đạt. Nơi đây cũng là cái nơi giao lưu văn hóa, tụ kết hát thò rồi thì tế lễ thánh rồi thì là làm những cái việc tâm linh. Thế vào mùng 10 tháng 10 là ăn cơm mới, cũng là cấy xong rồi thì làm cơm mới ra đây cúng, rồi cúng thánh rồi thì cùng nhau hội họp. Đồng thời cũng là cái nơi họp về quyết định những cái việc tập tục của địa phương ở trong đàng Thu Lâm. Điều đặc biệt nữa là tại Thu Lâm còn có văn chỉ thờ Khổng Tử nhằm tôn thờ, khuyến khích sự học và giáo dục thế hệ con cháu rèn đức luyện tài cho xứng đáng với truyền thống của làng. Đây là đầu làng Thu Lâm. Thế thì xây dựng cái gọi là văn chỉ thờ Khổng Tử là cái ông tổ nghĩ ra cái nghề dạy học. Thế hàng năm thì nhân dân thôn Thu Lâm tôn thờ ông là cái việc cầu cái việc học hành cho con cháu ở cái làng Thu Lâm này học đỗ đạt. Đấy là cái ý nghĩa chính. Thế hàng năm thì vào rằm tháng 3 là ra đây tế lễ. Thế hàng năm thì các cháu nào đỗ đại học cũng mang cái lễ ra đây. Thuyết của ông là cái người biết là phải bảo cái người không biết. Làng Thu Lâm mình là có một cái truyền thống rất hiếu học phải không? Vâng. I'm standing next to one of the frequently seen hoa trees here in Thu Lam village in Vietnam. This one that I'm standing next to, this is actually not the tree. This is only one of the trunks. It has three main trunks, one on my right side, another one on my left, and they all work together to push the leaves up into the air. This tree in particular that I'm standing next to is already 500 years old. It was here when the village began, and I'm sure it will be here for probably centuries more to come. It is truly one of the landmarks that you see in Vietnam, and it is absolutely amazing. Ngoài cây đa, mái đình hàng trăm năm tuổi, những biểu tượng đặc trưng nhất cho làng quê Việt Nam, tại Thu Lâm còn lưu giữ được miếu làng thờ vua bà Lý Chiêu Hoàng và những nếp nhà cổ hiện vẫn là nơi sinh sống của các gia đình trong làng. Cụ Hoàng Côn còn cho biết, trước đây làng có hai giếng nước cổ, một cái đầu làng, một cái cuối làng là nơi cả làng lấy nước sinh hoạt chung. Tuy nhiên theo thời gian, đáng tiếc là đến nay hai giếng nước này đã không còn. Đến Thu Lâm, chúng tôi bắt gặp hình ảnh những cánh đồng lúa trải dài, thẳng cánh cỏ bay, những người nông dân cặm cụi ngoài đồng. Cần cù trong lao động sản xuất, chịu thương chịu khó là những phẩm chất vô cùng đáng quý của người dân làng Thu Lâm. Cô ơi, bây giờ đang vụ cấy phải không cô? Vâng, đang vụ cấy thôi. Nhà mình cấy có nhiều không ạ? Nhà mình cấy có 3 sào thôi. Tell me about how big was the profit that you made from your previous crop? Sản lượng nói chung là cũng được hơn một tạ một sào. Vâng. Nói chung là cũng được. Năm nay là cái vụ chiêm này thì là cũng không đến nỗi hỏng lắm, cũng là thu hoạch là trung bình. Vâng. Như thế cũng là một vụ mùa thành công phải không ạ? Với lịch sử hơn 1.500 năm tuổi cùng tinh thần lao động hăng say, người dân làng Thu Lâm hôm nay đang từng bước thay đổi diện mạo quê hương. Today we really saw some very interesting things in the town of Thu Lâm. Please be sure to tune in next time for our next episode for more of these fantastic activities and treasures of Thu Lâm.